Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn quy trình chuẩn sử dụng xe HD 465-7R cũng như áp dụng cho xe 325-7R và xe 605 của hãng Komatsu. Để các bạn biết, như các bạn biết thì việc sử dụng xe hiệu quả phải liên quan đến việc sử dụng phanh hiệu quả. Vì vậy, hôm nay tôi xin đưa ra các quy trình chuẩn như sau. Các bạn biết là ở công ty Việt Nam chúng ta thì chúng ta thường thường hay sử dụng hệ thống phanh hỏng chúng ta mới thay. Còn đối với công ty nước ngoài thì họ hay sử dụng theo đúng quy trình, đó là gì? Theo thay và thay thế theo đúng quy trình của hãng Komatsu đưa ra. Còn đối với Việt Nam chúng ta điều kiện khác biệt, vì vậy chúng ta cũng có một chút thay đổi. Sau đây các bạn cùng xem quy trình sử dụng phanh như thế nào. Thứ nhất, đối với quy trình sử dụng phanh, tôi tạm chia ra làm các giai đoạn như sau, gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn xe bắt đầu từ bản đũa ở đầu ca hay xưởng, hay nói khác, xe bắt đầu chúng ta đi làm việc trong một ngày hoặc trong một ca. Tiếp theo, chúng ta di chuyển xe đến giai đoạn 2, đó là gì? Giai đoạn khu vực lấy tải, cũng như là nơi được tải để xúc lên xe. Và sang giai đoạn 3, đó là giai đoạn gì? Xe đi đến khu vực đổ tải, lơi tải bỏ khỏi xe. Và cứ như vậy, quy trình này lặp lại cho hết ca, thậm chí cho hết ngày. Và chúng ta chuyển sang giai đoạn 3, đó là gì? Xe chuyển về cái trạng thái đó là ban đầu, và đó là gì? Kết thúc làm việc. Tức là giai đoạn 4, tức là xe đi về xưởng hay bãi đổ xe. Giai đoạn 4 tương đương với cả giai đoạn 1 về cơ bản như nhau. Sau đây tôi xin giải thích với các bạn từng giai đoạn 1. Thứ nhất, đối với quy trình sử dụng phanh ở giai đoạn 1, tức là xe bắt đầu từ bãi đỗ cuối ca hoặc xưởng, hoặc tức là thời gian làm việc bắt đầu của một ngày hoặc bắt đầu của một ca, thì chúng ta làm việc như nào? Đầu tiên, sau khi kiểm tra vòng quanh xe, bàn giao xe ca trước, lên xe kiểm tra màn hình cabin xong, thì người tài xế phải làm sao để nổ máy, đúng không ạ? Tiếp theo, việc tiếp theo đó là gì? Đợi máy nổ từ 3 đến 5 phút để mục đích bôi trơn và làm ấm máy. Bước tiếp theo đó nữa là gì? Đó là chúng ta bật công tắc chế độ công suất E, bấm còi 3 lần để cảnh báo cho người xung quanh đều biết. Tiếp theo nữa đó, chúng ta sẽ gì? Đóng phanh già. Đóng phanh già, nhả phanh đỗ, nhớ là phanh già tay, đóng và đóng số D. Tiếp theo chúng ta nhả phanh già tay ra để cho gì? Xe chạy đi ga một cách từ từ, đúng không ạ? Và bước tiếp theo nữa, tiếp tục khi mà chúng ta cho xe chạy đến khu vực lấy tải, khu vực 2, tức là khu vực lấy tải, thì chúng ta phải làm gì? Đầu tiên, chúng ta cho xe chạy trên đường đến khu vực lấy tải với vận tốc không quá 35 km/h. Lúc này là xe chúng ta là xe trống, không có tải. Tiếp theo nữa là chúng ta ưu tiên sử dụng phanh già tay, sau đó đến phanh chân và phanh khẩn cấp khi cần, đúng không ạ? Tiếp theo nữa đó là trên đường đi nếu có dốc dài sử dụng thì chúng ta sử dụng phanh già tự động để chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Tí nữa tôi sẽ giải thích sau. Tiếp theo nữa đó là gì? Chúng ta bật công tắc chế độ E được ưu tiên sử dụng, nếu đường trơn trượt thì bật công tắc gì? ARS, đúng không ạ? Đường phẳng, đường xuống dốc, đường không có tải chúng ta có thể dùng E, bật chế độ E. Tiếp theo nữa đó là chúng ta khi đến nơi đổ tải rồi thì chúng ta phải làm gì? Thứ nhất là ưu tiên sử dụng phanh già để chúng ta ra phanh đến cái vị trí gì? Lấy tải. Tiếp theo nữa đó là chúng ta đóng phanh đỗ, nhả phanh già tay để chúng ta đợi lấy tải, thường đợi tải khoảng 5-10 phút tùy theo, đúng không ạ? Sau khi đợi xong rồi thì chúng ta làm sao? Chúng ta lấy tải xong thì bật công tắc chế độ P công suất và đóng phanh già bằng tay, nhả phanh đỗ và bấm còi. Lúc này ta đi số, có thể là đi số 5 hoặc số 6 tùy theo, đúng không ạ? Tiếp theo nữa chúng ta nhả phanh già từ từ ra, đạp chân ga để cho gì? Xe chạy. Đó. Như vậy chúng ta xem cái quy xe chạy ở trên đường bằng phẳng, cũng như là đến cái quy trình ban đầu khi chúng ta sử dụng phanh già tự động. Ở đây các bạn nhìn trên sơ đồ, các bạn sẽ thấy phanh già tự động, sơ đồ phanh già tự động của chúng ta ở trên xe. Đó. Khi mà xe đến đỉnh dốc cách từ 3 đến 5 mét
nhớ là trước khi đó thì trên đường đi xe có tải luôn chạy vận tốc và nhỏ hơn 30 km/h, xe bằng phẳng đường đẹp chúng ta cũng sử dụng chạy như vậy thôi, sử dụng phanh già tay cho đường thì không thay đổi dốc nhiều. Tiếp theo nữa đó là gì, chúng ta bật phanh già lên, tự động lên cách đỉnh dốc từ 3-5 m, đúng không ạ, giảm ga và cho xe chạy xuống dốc. Khi ở dốc này các bạn lên đặt cái khoảng cách từ 15-30 km/h cho phanh già tự động và tuyệt đối là không được quá 30 km/h. Khi chạy nếu nguy hiểm chúng ta vẫn có thể sử dụng các loại phanh khác còn lại. Tiếp theo nữa là chúng ta đi hết dốc thì chúng ta tắt phanh già tự động đi. Cái sơ đồ này chúng ta có thể xem ở hình sau. Chúng ta sẽ thấy là trục hoành ở đây là trục gì về vận tốc của xe, trục tung bên này đó là trục gì về độ dốc, độ âm của dốc, và đây là trục tải và đây là sơ đồ về số đi. Như vậy chúng ta sẽ nhìn cái đường xanh này, chúng ta sẽ thấy như vậy ở với HD 465-7 chúng ta sẽ thấy là xe góc độ dốc của chúng ta là từ 9,6 đến 12-13%, thì xe cũng không quá là 29,5 km/h. Với điều kiện là dốc dài chúng ta là khoảng độ 600, nhưng mà nếu mà dốc mà dài hơn thì tốc độ chạy chúng ta lại phải hạ đi nữa, đúng không ạ? Đó, các bạn chú ý đây, cái hình này rất là rõ nét cho chúng ta hiểu về cái phanh già tự động. Các bạn chú ý là dốc càng dài đường càng kém thì tốc độ già của chúng ta càng phải đặt giảm đi, hay nói khác chúng ta chạy phải chậm đi, đừng cho, và đảm bảo dầu không bị nóng thì các bạn luôn chạy moment của xe nhỏ hơn khi tốc độ giới hạn của phanh già, vì vậy xe sẽ không bao giờ bị nóng, tức là xe ít sử dụng điện dài. Đấy, các bạn chú ý. Tiếp theo đến xe chuyển sang giai đoạn 3, tức là gì, xe đi đến khu vực đổ tải. Các bạn cũng sử dụng phanh già để chúng ta gì di chuyển xe đến khu vực đổ tải và các bạn sẽ đưa về số về vị trí gì trung gian. Sau đó thì các bạn tiếp tục đóng phanh đỗ, nhả phanh già và các bạn gì đạp ga lên ben đổ tải. Sau khi đổ tải xong rồi thì các bạn làm gì, xuống ben, lúc này ta lại đóng lại phanh già tay, nhả phanh đỗ, lúc này chúng ta đi số D, bấm còi và lúc này ta nhả từ từ phanh già ra để đi, đạp ga từ từ, lúc này nút công suất các bạn có thể đặt chế độ E, và lên dốc nếu mà yếu thì các bạn có thể dùng P tùy theo địa hình, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là sang giai đoạn 4, đó là xe chúng ta chạy về xưởng hay bãi đỗ xe. Ở đây thì các bạn khi về xưởng hay bãi đỗ xe, các bạn sử dụng phanh già tay để dừng xe, đỗ xe ngay ngắn, đợi 3-5 phút sau là nguội máy, sau đó thì chúng ta mới được để tắt máy. Tuyệt đối không sử dụng phanh già khi chúng ta đỗ xe tắt máy, mà chúng ta chỉ sử dụng phanh đỗ thôi. Sau đó các bạn thì vệ sinh, kiểm tra và bàn giao cho ca sau. Như vậy công việc kết thúc sau một ngày làm việc và quy trình sử dụng phanh cũng như vậy. Đúng. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn cách kiểm tra cũng như trong quá trình làm việc xuất hiện các tình huống đặc biệt thì các bạn có thể dùng các loại phanh khác nhau. Và sau đây là các cái cách kiểm tra việc thực hiện phanh có ăn không. Quy trình kiểm tra này sẽ do người vận hành thực hiện. Đầu tiên các bạn muốn kiểm tra xe phanh có ăn không thì các bạn phải đỗ xe trên nền phẳng, khoảng cách trước mặt xe ít nhất phải là 1.000 m hoặc 1 km. Sau đó các bạn sẽ thực hiện các công việc sau. Đầu tiên các bạn kiểm tra về thông số kỹ thuật của má phanh trước cũng như là má phanh sau. Đối với má phanh trước các bạn cầm cái thanh kiểm tra và cái thước kiểm tra, các bạn có thể dùng một cái que hoặc cái gì các bạn đánh dấu lại từ khi xe mới đến khi xe hỏng rồi, nhưng ở đây tôi khuyên các bạn dùng cái thước kiểm tra. Khi nào cái thước ấy nó ngập đến cái rãnh này thì các bạn thì xe chúng ta đã phải đi thay các má ở bên trong rồi, má tùy theo, má có thể là 8 má
Tiếp theo nữa là các bạn kiểm tra gì, sang phanh sau thì các bạn tháo cái nắp ở tre ở phanh sau ra, và các bạn sẽ làm sao ấn. Đối với phanh trước thì 200 giờ các bạn thì kiểm tra một lần, đối với phanh sau thì các bạn 1000 giờ các bạn kiểm tra một lần. Các bạn ấn, nếu như nó gặp đến cái rãnh này thì chúng ta phải đi thay là gốm và tấm thép, còn không thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Bây giờ chúng ta thực hiện phương pháp kiểm tra xem phanh của chúng ta có ăn không. Trước là chúng ta kiểm tra về thông số kỹ thuật, nay chúng ta kiểm tra về thực hiện việc phanh thực hiện có ăn hay không. Đầu tiên chúng ta muốn kiểm tra chúng ta kiểm tra phanh già thì chúng ta thực hiện như nào? Chúng ta đề xe nổ máy, sau đó chúng ta đóng phanh già hết cỡ, đúng không ạ? Sau đó chúng ta gì, đạp đi số D, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là gì, chúng ta đạp ga lên cho làm sao cho vận tốc của động cơ đạt đến khoảng độ 1400 vòng phút mà xe lúc này chúng ta không dịch chuyển được, thì như vậy phanh già ta đã thực hiện rất tốt cái việc bám. Tiếp theo thứ hai, chúng ta kiểm tra phanh đỗ, độ ăn của phanh đỗ xem nó ăn hay không. Đầu tiên chúng ta cũng đề nổ máy, sau đó chúng ta đóng phanh đỗ, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta cài số D, đúng không ạ? Tiếp theo đó là chúng ta gì, đóng và đạp chân ga để làm sao cho gì vận tốc của ga của động cơ lên đến 1670 vòng trên phút, và khi đó xe không di chuyển được thì lúc đó phanh đỗ ta đạt yêu cầu. Tương tự như phanh chân cũng như vậy, chúng ta lổ máy, sau đó thì đạp phanh chân và đi số D, và tốc độ động cơ của chúng ta lúc này khoảng độ 1870 vòng một phút, xe không di chuyển được, thì đấy là phanh chân đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ an toàn, đúng không ạ? Tiếp theo tôi xin giới thiệu một cái các thông số chính để kiểm tra phanh. Khi để vào kiểm tra các thông số về phanh, các bạn cần phải vào chế độ service mode, và các bạn xem cái phần video về chế độ dành cho thợ kỹ thuật, sau đó các bạn vào mục real time monitoring. Tiếp theo các bạn vào hai mục two item để tiếp nhận mã cần xem vào, để nhập mã cần xem vào. Ở đây tôi đưa các bạn các mã về kiểm tra phanh. Mã thứ nhất đó là mã 30211, đó là mã gì, kiểm tra nhiệt độ dầu làm mát phanh già. Tiếp theo nữa đó là mã 35500, mã này để kiểm tra áp suất dầu của bình tích áp phanh trước. Tiếp theo nữa là mã 35501, mã này để kiểm tra cái gì, đó là kiểm tra áp suất dầu bình tích áp phanh sau. Ngoài ra để chúng ta kiểm tra hệ thống phanh có làm việc tốt được hay không thì chúng ta phải dựa rất nhiều vào các thông số khác nhau. Trong đó có thì thông số về điều nhiệt độ, ví dụ như là chúng ta cần đo nhiệt độ bơm dầu thì chúng ta cần súng để chúng bắn tại bơm hoặc tại các vị trí chúng ta cần đo, rồi là nghe tần số van phanh đóng bao nhiêu lần trên một phút, hoặc là áp suất đóng và cắt của van phanh là bao nhiêu, từ đó áp suất lạc của bình tích lăng là bao nhiêu, từ đó chúng ta sẽ quyết định được hệ thống phanh của chúng ta có vấn đề ở đâu và nó tại sao, và nó lỏng hoặc nó không hiệu quả, nó tụt áp nhanh. Các bạn phải căn cứ vào các thông số đó để các bạn gì xử lý công việc. Như vậy tôi đã nói với các bạn, trình bày các bạn toàn bộ các hệ thống thông số về phanh cũng như là các mã lỗi, các mã để kiểm tra hệ thống về phanh cũng như kinh nghiệm chia sẻ hệ thống phanh. Hy vọng các bạn quan tâm theo dõi, và một lần nữa xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh này và bấm like nếu thấy có ích. Mọi thắc mắc hãy viết vào bên dưới video và gửi về lợi.comasuvietnam@gmail.com. Hãy đăng ký. Xin chào mọi các bạn.